Ở đây thì em cũng xin phép được hỏi bác sĩ Nhân về các yếu tố nguy cơ gây ra ung thư đại tràng là gì ạ? Tụ chung về cái yếu tố nguy cơ gây ung thư đại tràng được chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được, và nhóm thứ hai là những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Những yếu tố nguy cơ có thể thay đổi được bao gồm thói quen uống nhiều rượu bia, hút thuốc lá, thói quen ăn nhiều thịt đỏ, những cái thực phẩm được chế biến sẵn, ví dụ như là thịt xông khói, xúc xích, dăm bông, hoặc là những cái thói quen mà chúng ta thụ động, chúng ta ít luyện tập thể dục thể thao. Và đương nhiên là ngoài những cái yếu tố có thể thay đổi được thì chúng ta còn có những yếu tố không thay đổi được, ví dụ như là độ tuổi. Không ai quay ngược được thời gian của mình cả, rồi yếu tố di truyền, không ai quyết định được cho mình cái kiểu di truyền trong gia đình của mình. Tuy nhiên, chúng tôi muốn tập trung chủ yếu vào vấn đề về độ tuổi và những cái yếu tố có thể thay đổi được, vì đó là những điều chúng ta có thể làm được để giảm cái nguy cơ bị mắc ung thư đại trực tràng. Vâng, em cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ. Và tại sao ở đây thì chúng ta có thể thấy được là các yếu tố nguy cơ vừa bác sĩ vừa chia sẻ thì lại là cái yếu tố của chúng ta có thể là rất là nhiều cái yếu tố tác cộng chung lại đúng không quý vị? Là vừa về cái thói quen của mình, vừa về vấn đề sức khỏe tuổi tác và một phần nữa cũng có thể là di truyền đúng không bác sĩ? Thì ở đây thì bác sĩ có thể giải thích thêm vì sao thì ung thư đại tràng lại dễ mắc phải ở những đối tượng là trên 50 tuổi được không ạ? Giống như vừa chia sẻ, có hai cái lý do chính mà ung thư đại tràng dễ mắc phải ở đối tượng trên 50 tuổi. Thứ nhất là cái sự tiếp xúc với yếu tố gia tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng gộp lại theo thời gian. Cái thứ hai là cái cơ chế sửa sai của tế bào, càng lớn tuổi thì khả năng sửa sai của tế bào càng kém. Và khi xảy ra đột biến và đột biến đó nó được sao chép thì cái khả năng xảy ra ung thư sẽ càng sớm. Chính vì vậy, chúng tôi mong muốn rằng qua chương trình này gửi gắm một thông điệp rằng chúng ta nên dự phòng ung thư từ giai đoạn rất sớm, từ những giai